Đây là một trong hai công trình nước sạch được đầu tư hàng tỷ đồng để phục vụ đời sống 137 hộ dân thôn Suối Thầu, xã Mường Bo, thị xã Sapa. Thế nhưng giờ đây đang bị bỏ hoang. Người dân ở đây cho biết cả hai công trình bị hư hỏng chỉ sau một thời gian ngắn khánh thành. Để có nước sinh hoạt, mỗi hộ phải đầu tư vài triệu đồng mua ống dẫn nước từ đầu nguồn. Hồi trước thì nó có hai nước sạch, nhưng mà bây giờ chả hỏng hết rồi, chả còn gì. Nhà nước đầu tư thì nó sửa một lần rồi. Đầu tư một lần nó sửa được một lần xong. Một lần nữa bây giờ thì chả có ai sửa nữa. Xã Mường Bo có 8 công trình nước sạch thì một nửa đã không còn hoạt động. Trong khi đó, người dân ở đây vẫn phải tự tìm nguồn nước. Tình trạng thiếu nước sạch phổ biến trong mùa khô. Mùa 2-3 ngày ấy, về nước đục, sữa về ăn không ăn được. Mặc dù có hai công trình điện nước, điện có đá, có nhưng mà vẫn không sử dụng được. Bây giờ thì bỏ hết. Các hộ dân là có nước mạch nhiều thì các hộ dân tự kéo. Đấy. Còn một vấn đề nữa là người dân là không muốn sử dụng ấy là do là có tổ vận hành ấy thì lại phải nộp tiền nước theo quy định của nhà nước. Cho nên là người dân là cảm thấy mất tiền nên là không dùng. Đấy, muốn để tự kéo về thì không mất tiền để dùng thoải mái. Thế cho nên là công trình mới vận hành là không hiệu quả như vậy. Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 818 công trình cấp nước tập trung nông thôn được quản lý khai thác bởi các tổ chức cá nhân. Trong đó có 246 công trình được đánh giá hoạt động bền vững đang được các tổ chức cá nhân vận hành, cấp nước ổn định cho người dân. 482 công trình được đánh giá kém bền vững, 90 công trình không hoạt động do đã đưa vào sử dụng trên 15 năm đủ điều kiện thanh lý. Hư hỏng nặng, không còn khả năng khắc phục hoặc do mất nguồn nước. Cái nhận thức của người dân thì cũng chưa được cao, dẫn đến sử dụng, người dân thì thường sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật không có cái quy trình. Do đó thì cái nhân dân thì còn cái tư tưởng e dè khi sử dụng các cái nguồn nước. Đa phần các công trình nước sạch sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho các địa phương quản lý trực tiếp. Và ở các xã sẽ thành lập tổ vận hành đứng ra thu tiền sử dụng nước để duy tu bảo dưỡng hệ thống cấp nước sạch. Vì nhiều lý do, các tổ này vận hành kém hiệu quả, cộng với ý thức của người dân hạn chế nên công trình nước sạch chưa phát huy được tác dụng như mong muốn.